Phải gọi tên cô đi, Diễm My. Phải trả lời cho cô đi, cô không phải là loại nhiều chuyện. Nhưng cô đang nói cái lý lẽ cuộc sống ở đây cho con hiểu. Con đang tu kiểu gì? Và con phải nhớ rằng là khi người ta nói con là tiên, thì bây giờ con là người như thế nào, đang sống ra làm sao? Con phải thức tỉnh đi, Diễm My. Nếu con có chồng, con phải được công nhận khi con có con. Con phải được tất cả mọi người trân trọng con, đâu phải con sống một đời chui nhủi. Bây giờ con đang ở đâu, con của con như thế nào, chồng của con là ai? Tại sao con không nghĩ cha mẹ con sinh con ra đến giờ này, con trả ơn cho cha mẹ con bằng cách đó sao? Mà chính bản thân con sống không bằng chết, đúng không Diễm My? Vì con lỡ lầm rồi, con không biết phải làm sao, cho nên con mới buông ra, hãy buông tha cho con. Có nghĩa là con chọn con đường đã sai lầm rồi, thì con nghĩ rằng chết sống gì kệ con. Nhưng người làm cha làm mẹ không thể kể được. Nếu kể được á thì đã không có câu chuyện là hôm nay, bởi vì cha mẹ của con là người sinh con ra, bánh gan sẻ thịt đẻ con ra, không kể được. Cho nên con đừng nói rằng là hãy buông tha con ra, vì con lỡ lì lỡ liều rồi con mới nói được cái câu đó. Cô là người hiểu hơn ai hết. Con nổ lì và con nổ ngang tàn là bởi vì con nghĩ rằng con dám chơi, con dám chịu. Nhưng con... Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, drama của CEO Nguyễn Phương Hằng, gọi tắt là chị Phương Hằng, đã đi đến hồi giữa trận chứ chưa có đỉnh điểm. Hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng đang livestream trực tiếp và còn đang livestream thôi. Nhưng mà chúng tôi đã ghi nhận được một số cái tin tức về CEO này. Thì quý vị vừa nghe chị Phương Hằng bảo rằng đó là Diễm My ơi, hãy gọi tên cô đi. Gọi tên như vậy thì có một lợi ích gì? Chúng ta nghe lại một đoạn nữa nha. Đấy, CEO Nguyễn Phương Hằng đang khẳng định rằng Diễm My đã có con, đã đi ngược lên với những cái khẳng định hồi trưa video của mình. Thực sự là nhiều người cũng bảo rằng Diễm My đã có con, nhưng mình thì mình không có tin. Tại bây giờ có quá nhiều cái nguồn tin thất thiệt. Không phải là mình ngộ nhận hay là mình cố chấp, nhưng thực tế là mình không thể nào tin được. Mình không thể nào tin được là quý vị biết tại sao không? Tại quá nhiều người ghét Diễm My và quá nhiều người lại ghét chị Phương Hằng. Do đó là cái thông tin chúng ta nhận được là không thể nào chính xác bằng những cái thông tin mà chúng ta nhìn thấy của người trong cuộc. Do đó là mình không tin rằng Diễm My đã có con đâu. Đây là một cái chiêu mà để Diễm My xuất hiện thôi. Và thật là bất ngờ mình những ngày hôm qua, ngày hôm kia, và khi Gamma về thì Nga Bảo Vũ Trụ của chị Phương Hằng đã lên, thì mình thấy mình nó có sai sai gì đó. Nằm suốt bữa nay, đúng ra là 8 giờ rưỡi mình mới lên. Nhưng mà mình nghe chị Phương Hằng nói một tí xíu thì mình mới lên. Chị Phương Hằng bảo rằng là chị Phương Hằng là một cái đời chỉ sống có một lần. Do đó chúng ta sẽ đứng để là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý. Chúng ta tránh những cái sai. Thì có một vấn đề chúng tôi đặt ra rất là hay trong video này. Đó là tại sao Diễm My không gặp chị Phương Hằng, CEO của Đại Nam, để mà đưa những cái thông tin bí mật về cha mình, về gia đình mình trong những cái USB, thay vì gửi cho cơ quan chức năng, gửi cho Bộ Công an, gửi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gửi tất cả các ban ngành có liên quan. Nhưng tại sao không gửi cho chị Phương Hằng? Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi cảm thấy là trong những ngày hôm qua, hôm kia, và trong những cái lần xuất hiện trên livestream như vậy, thì mình thấy là hình như nó có sai sai một cái gì đó.
chúng ta sẽ ghé kênh của em Diễm My để chúng ta xem lại những cái bằng chứng mà Diễm My bảo rằng đây là Diễm My. Cái này là bi kịch gia đình, chúng ta nghe tí xíu thôi, chúng ta đừng nghe nhiều quá. Diễm My bảo rằng Diễm My có những bằng chứng về những cái lời nói này. BB chờ mình tí. Bộ trưởng Bộ Công an gửi cho Chủ tịch Quốc hội và còn nhiều nơi khác nữa. Diễm My đã đi ra bưu điện để gửi những cái lá đơn này và gửi kèm chung với những cái USB này. Diễm My xin được cảm ơn anh Toán Trần đã gửi mail để mà giúp đỡ Diễm My. Diễm My có gửi mấy cái mail lại cho anh Toán Trần để cảm ơn. Không biết là anh Toán Trần có đọc được hay không. Diễm My xin cảm ơn anh Lộc Lê ở bên Mỹ đã liên hệ đến Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ ở ngoài Hà Nội để giúp Diễm My. Nhờ anh Lộc Lê mà Diễm My mà Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đấy, chúng ta thấy cái USB không? Đã liên hệ được với Diễm My để mà can thiệp. Đây là những cái mail mà Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Hà Nội đã nhắn gửi ra cho Diễm My. Diễm My cảm ơn tất cả quý vị khán giả trong những lời Diễm My nói về gia đình mình rất là gay gắt. Chúng tôi cũng tin dữ lắm. Nhưng tới thời điểm này thì chúng tôi chỉ tin vào chứng cứ mà thôi. Vì theo cái sự phân tích của mình, khi mà dì Nam, Thiền Nam gặp một cái trắc trở gì đó thì Diễm My đều xuất hiện. Cái vụ 50 người xông vào tỉnh thất Bồng Lai kiếm Diễm My không có, thì 1-2 ngày chị My cũng lẹt hẹt lại. Diễm My bảo rằng là quan cho Thiền Nam. Diễm My không có ở Thiền Nam mà ở một cái nơi nào đó. Thì cái hôm mà Thiền Nam bị lên trên sóng phát thanh truyền hình thì Diễm My lại lập tức xuất hiện. Chúng tôi không hiểu rõ là tại sao có sự trùng hợp như vậy. Và những ngày qua thì chúng tôi cảm thấy có một cái sự gì đó mà chúng tôi không giải thích được. Thì hôm nay chúng tôi mới ngộ nhận ra rằng tại sao Diễm My không đưa những cái USB bằng chứng về những lời nói của Diễm My cho CEO Nguyễn Phương Hằng để CEO Nguyễn Phương Hằng xem xét. Thì nó gây ra vấn đề thôi. Tại vì CEO Nguyễn Phương Hằng bảo rằng CEO Nguyễn Phương Hằng là một cái người bảo vệ về công lý, bảo vệ về lẽ phải, làm một cách và một cách vì tâm thôi, chứ không có lợi nhuận gì cả. Thậm chí những lời của CEO Nguyễn Phương Hằng này, lỡ may mà nó có chật hay là cái gì đó thì cái hậu quả để lại rất là nặng nề. Nặng nề là như thế nào? Khu Đại Nam không ai vào đó chơi nữa. Tôi đã phân tích cho mọi người nghe là chỉ cần một tháng có khoảng 100 người không vào Đại Nam, một năm thì có 1.000 người. Như vậy là nói mọi người nghe là nói về Thiền Nam thì Đại Nam sẽ tổn thất một số tiền rất là lớn. Một vé vào cổng 500.000, một tháng mất bao nhiêu? 50 triệu. Thì một năm mất bao nhiêu tiền? Có phải là vé 500.000, 10 vé thì 5 triệu, 10 vé thì 5 triệu, 100 vé thì 50 triệu. Một năm như vậy là mất bao nhiêu tiền? Có phải là 600 triệu không? Chỉ một tháng không có 100 người vào đấy thôi. Thì vậy là trung bình một ngày 3 người không vào đấy thì một năm thì Nam sẽ mất đi 600 triệu. Như vậy là nếu mà một ba ngày một người một ngày mà ba người không vào đấy
thì Thiền Am sẽ lỗ một khoản tiền rất là lớn. Số tiền đó tính bằng tiền tỷ chứ không phải là tính bằng tiền triệu nữa. À, do đó là những cái lời nói của CEO Nguyễn Phương Hằng này có phải là bảo vệ lẽ phải là không? Nếu thật sự bảo vệ là lẽ phải thì Diễm My nên lập tức liên hệ CEO Nguyễn Phương Hằng để mà đưa những cái chứng cứ, những cái USB đó. Hoặc là Diễm My có thể là gửi những cái USB đó cho CEO Nguyễn Phương Hằng nếu em ta nói đúng theo những lời trên YouTube của em ta. Tôi thấy hình như là có sự cái gì, cái sự thắc mắc gì đó tôi không biết nữa. Xin chào bạn Trần Điền, Điền Trần, Trần Điền gì đó, nghiệp vật bả bây giờ tối ngày lên chửi rủa hết người này người kia đến người khác. Bạn cũng đang chửi chị Phương Hằng nữa thì chắc nghiệp vật bạn luôn, đúng không nào? Bạn đang chửi người ta đó, bạn trù người ta bị nghiệp vật. Tôi nói các bạn nghe là các bạn chỉ thấy người ta giận dữ thôi, còn cái bản thân các bạn giận dữ và các bạn trù ẻo người khác thì bạn không thấy. Điền Trần có sợ là nghiệp vật bạn không? Bạn đang trù ẻo người ta đấy, bạn đang chửi người ta đấy. Vì vậy tôi đặt câu hỏi lại là bạn với chị Phương Hằng có khác hay là giống nhau? Bạn đang rủa người ta đấy, như vậy nghiệp có quật bạn không? Hay là bạn rủa người khác, nghiệp không quật bạn mà chỉ có bị, chỉ có mà CEO Nguyễn Phương Hằng rủa người khác hay là chửi người khác bị nghiệp quật thôi? Chúng ta giận dữ một điều gì đó, chúng ta kìm nén lại là hay. Chúng ta không thể buông cảm xúc là chúng ta rủa người khác như vậy. Có gàng, chúng ta rủa có gàng không? Chúng ta rủa người khác là nghiệp quật bây giờ đó. Người ta làm gì nghiệp quật? Mà nghiệp quật người ta không phải nghiệp quật mình. Mình để buông lời, mình nói như vậy là mình lại bị nghiệp. Nó tại sao trên cái kênh này người ta nói mình dở quá? Tại sao CEO Nguyễn Phương Hằng chửi người này người kia mà mình lại không chịu chửi lại? Người ta là người ta, mình là mình. Làm sao ai giống nhau cho được? Đụng cái buông lời sỉ nhục người khác, đụng cái muốn nghiệp quật người khác. Như vậy mình với người khác có khác nhau ở chỗ nào đâu? Đúng không? Mình là mình, người ta là người ta giữ đi văn mấy văn nữa thì người ta vẫn là người ta thôi. Còn mình thì mình không thể nào giữ như vậy được. Tại sao mình lại buông lời mình rủa người khác? Mình rủa người khác như vậy mình đúng hay là sai? Tôi nói với mọi người biết và rút kinh nghiệm sống thôi. Tôi cũng không hơn gì mọi người đâu. Do đó mọi người đừng có kêu mình rủa người, chửi người khác. Người ta nói mình nhục lắm. Mà CEO Nguyễn Phương Hằng chửi người già trẻ em như vậy mà mình không chịu chửi lại. Thôi kệ. Mình chịu chấp nhận tiếng nhục còn hơn là reo tiếng ác cho người khác. Mình có khác gì người ta đâu mà mình nói. Tự nhiên vô cái mình nói nghiệp vật bả bây giờ. Ủa? Chưa đến hồi kết. Biết ai nói đúng nói sai. Đúng không? Chưa, phim chưa tới hồi kết. Làm gì biết ai đúng nói sai mà đi gũa người ta như vậy. Gũa như vậy có phải là nghiệp vật mình, chính bản thân mình không? Hoặc là tay gia quả gửi đến mình không? À, tôi nói mọi người nghe như vậy thì ai cũng cho ai là thanh cao, ai cũng cho ai là đạo đức cả. Nhưng mà khi đi ra ngoài mà đối chuyện với nhau thì ai thanh cao đạo đức tôi dần tôi biết liền. Người ta nói một câu nhịn chín câu lành. Người ta hung dữ thì mình phải hiền. Người ta giận dữ thì mình cũng phải hiền. Tại vì sao? À, tại vì mình là khác, người ta khác. Ok. Tôi nói để như vậy đó chứ không phải là để kiếm chuyện với khán giả đâu. À, khán giả cũng nên cẩn thận trong cái cách phát ngôn của mình. Mình phát ngôn như vậy mà mình không khác gì chị Phương Hằng chỗ nào cả. Mình đang rủa người ta đấy. Ok. Còn nói về vấn đề Diễm My. Diễm My đã 5 lần 7 lượt lên trên mạng tố cha mình có xàm sở thế nào ở kia. Và Diễm My bảo đảm vấn đề mình nói là 100% bằng cách là có những cái chứng cứ ở trong những cái USB đó. Và Diễm My đã gửi đơn cho tất cả những cơ quan đầu não của Việt Nam, Bộ Công an, như là Chủ tịch nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ, rồi tùm lum tà la hết trơn, nhiều quá. Nhưng mà cái ngày gửi là tháng 12 năm 2020, nhưng đến nay gần một năm rồi, tại sao không có cơ quan nào phản hồi được? Theo cái sự phân tích của mình thì thứ nhất là Diễm My chỉ có cái Gmail, người ta sẽ liên hệ với Diễm My qua cái Gmail đó chứ không có địa chỉ cụ thể. Thứ nhất. Thứ hai nữa là Diễm My sợ khi xuất hiện vậy bị gia đình bắt về, do đó là cô này đã lặn mất tiêu. Hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng bảo rằng Diễm My cũng còn nhỏ, muốn cái gì thì CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ giúp đỡ. Vậy tại sao tôi đặt câu hỏi là tại sao Diễm My, một hoàn cảnh rất là đáng thương như vậy, mà tại sao không đưa cái chứng cứ đó cho CEO Nguyễn Phương Hằng
đưa chứng cứ cho CEO Nguyễn Phương Hằng một cái là xong hàng. Trời ơi, 1 phút 30 giây cả triệu người theo dõi, sẽ có nhiều người sẽ biết. Đó là câu hỏi mà chúng tôi thấy cảm thấy là nó kỳ kỳ cục cục thế nào đấy. Và trong cái buổi livestream hôm nay của CEO Nguyễn Phương Hằng thì chị này khẳng định là Diễm My đã có em bé rồi. Nó lại đối lập, nó lại đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Mình nghĩ ăn chưa no, lo chưa tới nữa, có con sao mà nuôi, mà có con với ai. Suốt cái một năm qua Diễm My phải trốn tránh gia đình, và thậm chí trong thời gian từ tháng 6 trở đi là phải trốn tránh cơ quan pháp luật, vì Diễm My đã bị báo công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải trình diện ở quận 8 công an thành phố Hồ Chí Minh để mà cung cấp những cái chứng cứ, những cái tài liệu mà em này hồi nãy cho quý vị nghe đó, lên mạng tố cáo cha mình. Tôi tin hết trơn á, nhưng mà tôi chỉ tin cái ai nói đúng và có chứng cứ thôi. Đây. Diễm My xin được chào quý vị khán giả. Trước tiên thì Diễm My xin được cảm ơn quý vị vì đã luôn quan tâm và lo lắng cho Diễm My suốt thời gian qua. Diễm My cảm ơn mọi người vì đã gửi những lời chúc mừng sinh nhật vào mail của Diễm My. Diễm My có xem được cái clip Thiền Am kêu Diễm My về vì có bộ công an đến để giúp Diễm My. Diễm My cảm ơn thầy ông nội cũng như cảm ơn mấy thầy mấy cô nhiều lắm. Diễm My cũng tính về nhưng có quá trời khán giả nhắn vào mail của Diễm My nói là Diễm My nên cẩn thận bởi vì Diễm My đã bị cả đồn công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An bắt cóc, thì có thể bộ công an đến Thiền Am chỉ là bộ giả. Hình này là hình thật 100% nghe mọi người. À, xin chào bạn Hoàng Võ, bạn nghe ai nói hình này ghép? Hình này là hình thật 100%. Mình đã nhờ chuyên gia kỹ xảo hình ảnh và người ta khẳng định hình này là hình thật 100%. Không thể nào ghép được. Vì nếu ghép như vậy rất là tốn tiền. Tốn tiền khoảng cả 100 triệu để mới ghép cái đoạn này nè. Một giây của hình 3D này thôi, ghép lập hình 3D này thôi là tính bằng tiền triệu á. Trong cái đoạn video clip này dài 1 phút 25 giây có thể lên tới cả 100 triệu. Nếu chúng ta ngồi như vậy nè, rồi chúng ta ghép hình ra phía sau chúng ta là tốn khoảng 100 triệu. Mà mình đã hỏi tất cả các chuyên gia rồi, hình này là hình thật 100%, không phải là hình ghép. Còn các bạn bảo rằng ai hình ghép thì chắc có thể là cái người đó giỏi hơn mình. À, xin chào chị Lâm Thu Khánh. Mà ai nói hình này hình ghép thì có thể là họ giỏi hơn mình quá dở, mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà hình này mà đã hỏi chuyên gia hình ảnh rồi, hình này là cái hình thật 100%. À, lúc mình còn bảo vệ thì nghe mình không có nói, nhưng bây giờ mình đã đứng trung lập rồi, mình nói mọi người luôn. Mọi người thấy cái cảnh này có giống cái cảnh mà Thiền Am đi lên chỗ một cái núi nào đó lãnh cái tượng Phật không ạ? À? À, thôi thì mình cũng nói nhiêu chơi chơi thôi. Mình nói tầm bậy là giống như hồi nãy mình đã nói khán giả đó. Suy nghĩ người khác tầm bậy thì mình lại mang cái nghiệp. Do đó thì bây giờ chúng tôi đi, ai cung cấp sự thật cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tin thôi. Trên cái video livestream của chị Phương Hằng cũng đang livestream đó, thì chị Phương Hằng đã gọi tên Diễm My, kêu Diễm My gọi cho mình. Thì tôi nói mọi người nghe, Diễm My chỉ cần gọi cho chị Phương Hằng và đưa cái USB cho chị Phương Hằng cái là xong. Chị Phương Hằng không có lý do nào mà để giấu cái USB tại mà cái USB bằng chứng đó, mà cũng không có lý do nào để mà không đưa lên cả.